bạn ơi, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube Dần Béo của mình. Đợt này thì Sài Gòn cũng đã bùng dịch trở lại rồi nên là không thể nào mà đi ra ngoài ăn uống hay tụ tập bạn bè cà phê cà pháo được. Chúng mình cứ ở nhà này, điều hòa mát mẻ bảo toàn sức khỏe, bao giờ hết dịch thì mình lại ra đường. Thì hôm nay mình đang định là order cái set đồ ăn của BTS kết hợp với cả McDonald's xem là ăn thử xem nó như thế nào, tại vì mình thấy mọi người cũng bảo là trong đấy thì có hai cái loại nước sốt cũng khá là ngon. Ngoài ra thì đợt này cũng rộ lên cái kiểu là cái cốc nước mà đựng cái đồ uống trong cái set đồ ăn của BTS á, mình sẽ dùng một cái cốc Starbucks khác để mình có thể tận dụng, có thể lưu lại được cái cốc giấy của McDonald's đấy. Thì bây giờ mình cũng muốn thử xem là nó như thế nào. Thì mình sẽ lên mấy cái app order đồ ăn các thứ về, thì mình sẽ order được về, xong rồi khi mà đồ ăn đến thì chúng mình cùng unboxing, cùng ăn thử, xong rồi cùng làm cốc xem như thế nào nhá. Ăn của mình cái BTS kết hợp với cả McDonald's đã đến rồi đây. Thì mình order ở cái McDonald's đa cao ở gần nhất nhà mình là gần 3 cây gì đấy. Thì thời gian order khoảng độ mất là nửa tiếng, hơn nửa tiếng một chút. Để xem là nó như thế nào nha. Lâu lắm rồi mình mới ăn. Thực ra ấy, khi còn ở Hàn ấy thì cái kiểu nugget như này này thì mình sẽ ăn là của Lotteria, còn ở McDonald's mình chỉ ăn Big Mac thôi. Nên là mình chưa thử cái menu cái gà này, cái nugget này của McDonald's nó như thế nào. Ui, cái cốc màu đẹp ha nè. Cái này á, thấy mọi, nói chung là mình mua cái set này về ăn thử. Thứ nhất là mình cũng thèm mấy cái đồ dán dán như thế, tự nhiên dạo này là mình thèm ấy. Thứ hai là mình muốn lấy cái cốc này để về mình lắp vào cái cốc Starbucks mà như mình nói ấy, xem là nó có đẹp hay như nào á. Thì bây giờ mình sẽ bỏ ra nha. Ui, ở trong này có một phần khoai đầy ự luôn này. Rồi, hai cái nước sốt này với cả cái món chính của mình đây. Trong này mình sẽ có 10 miếng gà. Nói chung là cái này thì chắc chắn là mọi người sẽ quay vlog nhiều rồi. Mình thực ra mình quay là vì là để cho nó vui vui, mới cả là mình cũng muốn thử cái cốc nước ấy. Này, đây là phần gà nha. Mình thấy là khá ok, cũng thơm nữa. Ở đây thì Kaechun. Cái đây là mình thấy mọi người đọc cái đọc ở đây là sốt Kaechun, Kaechun. Còn ở đây tiếng Hàn sẽ là Kaechun. Đó. Còn ở đây tiếp là mình có cái sốt ớt nữa. Hình như cái này hình như mình xem ở đâu đấy thấy bảo là cái này là sốt đặc biệt hay sao, hay là như thế, hai cái sốt này là đặc biệt nhất trong cái bộ đấy hay sao á. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử coi nó xem như thế nào. Ui ui. Như mình nói lúc đầu á, thì bình thường ấy mình mà đi ăn mấy cái đồ kiểu đồ ăn nhanh này này thì mình, như cái nugget này nhá, thì mình sẽ ăn ở Lotteria. Khi mình, thực ra tất cả các món khác của Lotteria không ngon, kể cả khi mình ăn Lotteria ở bên Hàn mình cũng thấy không ngon. Nhưng mà riêng cái nugget này thì mình lại thấy lại ngon. Còn mấy cái kiểu như là hamburger các thứ thì mình thường ăn ở Big Mac hoặc là ăn ở McDonald's này cũng được. Đấy, thì khi mà về Việt Nam ấy thì mình chưa gọi mấy cái đồ ăn nhanh này ở Việt Nam bao giờ nên không biết mùi vị thế nào. Hôm nay mình cứ thử ăn thử xem đã nhá. Cụm nước đã. Thử xem là hai cái sốt này nó sẽ như thế nào. Mọi người đã ăn rồi thì hãy comment ở bên dưới để cho mình biết nhé. Chúng mình cùng bàn luận về cái món này xem thế nào. Cái ớt này này, mình ngửi thấy cái mùi, mình lúc mà mình bóc ra ấy thì mình sặc lên là cái mùi giấm ấy, nó kiểu chua chua lắm mọi người ạ. Cái mùi giấm chua luôn á, không biết mọi người có cảm nhận giống như mình hay không. Cái sốt này thì nó có hơi dạng dạng giống mùi trứng. Nhưng mà thực ra cả, tự nhiên khi mà mình cảm nhận hai cái sốt này khi mà mình mới ngửi như này thôi ý, đều không hợp khẩu vị của mình cho lắm. Bây giờ thì ăn thử cái gà này xem nhá. Ngon. Ăn không như thế này mình thấy hơi nhạt. Với cả là có thể là do cái quá trình mà người ta di chuyển đặt hàng hoặc di chuyển ấy, thì cái này nó bị ỉu, nói chung là nó ỉu lắm. Chấm thử cái sốt này xem thế nào.
Lúc mà gửi ở ngoài thì nó hơi cái mùi mùi hắc hắc ngái ngái, nhưng mà khi mà chấm vào thì mình thấy hơi ngon ngon, cũng ngon. Và cái này mình thấy là nó hơi cay một chút khi mà hậu vị á, không biết mọi người có thấy như thế không. Chấm đẫm một miếng sốt luôn nha. Chấm một miếng sốt này. Được. Chung là ăn mấy cái đồ chiên rán, mấy cái đồ ăn nhanh này chắc chắn là phải có coca mới là mấy cái thứ là đi kèm, không thì nó khô ấy. Ngày mình ấy, mình có ấn tượng rất chi là không tốt về Lotteria, tại vì mình thấy đồ ăn của Lotteria nó rất chán, kể cả khi mình đã ở cái đất nước cha sinh mẹ đẻ của Lotteria là Hàn Quốc. Nhưng như mình nói lúc đầu ấy, chỉ có cái món này là mình thấy ngon. Nhưng mà khi ăn cái món này, cái nugget này ấy, sang cái của thương hiệu của Burger King ấy, thì mình lại thấy cái món này của Burger King không ngon. Nhưng mà ở Burger King ấy, sẽ có một cái loại là pizza nấm siêu ngon luôn. Mình không biết là ở Việt Nam có không, hôm nào mình sẽ order thử xem thế nào. Nhưng mà mỗi lần mình ăn Burger King của Hàn ấy mà ăn cái pizza nấm đấy thì nó ăn được cái hamburger nấm đấy thì nó siêu ngon luôn. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang cái nước chấm thứ hai nha. Cái này thì ngay từ đầu lúc mà mình bóc ra mình đã bảo là cái này có hơi có mùi giấm ấy. Cái nước chấm này không hợp khẩu vị của mình lắm. Chấm thử nốt xem nào. Mình không thấy cái nước chấm này ngon. Không biết là mọi người ăn bạn nào đã ăn rồi mà thấy cảm nhận hai cái nước chấm này, hãy comment bên dưới cho mình biết nhá. Mình thì mình thích cái nước chấm vàng hơn. Khoai cũng hơi bị ỉu. Nói chung là đây gọi là những cái món mà kiểu nhà signature rồi ấy. Thế là không có gì nó kiểu là có quá đặc biệt để mình có thể nói sâu hơn. Vì mình biết là cái đặc biệt nhất của hình như của cái set ăn này này thì nên là hai cái loại nước chấm này thì phải. Thì mình thấy là cá nhân mình thấy là cái nước chấm vàng sẽ ngon hơn. À đúng rồi. Còn cái vụ đợt vừa rồi mình nhận thấy là nổi lên cái vụ là McDonald's treo nhầm poster của BTS thành EXO đúng không? Xong rồi cũng thấy cái bài của McDonald's đứng lên giải thích xin lỗi này nọ này nọ. Nhưng mà mình thực sự ấy, tức là mình sẽ không nói sâu về cái vấn đề này. Vì mình nói chung là mình không thích, không muốn gây gua hay là như thế nào cả. Nhưng mà ý mình là theo cái theo mình ấy, với cả một cái người đã cũng làm marketing cũng được thời gian rồi, hoặc là thực ra thì mình cũng chỉ nghĩ thế này thôi. Với một cái thương hiệu lớn như của McDonald's mà đây là một cái dự án kết hợp mà nó kiểu là toàn cầu đúng không? Không thể nào mà kiểu treo nhầm poster một cách kiểu như là không cố ý ấy. Mọi người thử nghĩ mà xem nhá, chả lẽ khi mà mọi người kết chương trình kết hợp với cả BTS đúng không? Nhưng mà lại ở đâu ra in ở đâu ra cái ai mang đến cái ảnh của EXO để mang đi in ra đúng không? Nói chung là mình theo cảm nhận mình nghĩ thì đây là có thể là sự cố tình của McDonald's để cho cái set ăn nó kiểu như là gây vua này thì nó sẽ hai bên thì nó sẽ nổi hơn chẳng hạn. Nói chung là theo cảm nhận của mình thấy là cái vị kêu là vô tình treo nhầm hay là cái như thế nào đấy thì mình nghĩ ở đấy không có cái sự vô tình. Nói chung là mọi người nghĩ là mọi người comment bên dưới để chúng mình cùng buôn chuyện với nhau nhé. Rồi, thế chung là mình chỉ nói ngắn gọn thế thôi. Một cái chương trình kết hợp marketing toàn cầu như thế này làm gì có chuyện mà vô tình nhầm đúng không mọi người? Chả lẽ ở cái khâu kiểm duyệt cuối cùng, khâu in ấn poster hay như thế nào, chả lẽ lại không có người kiểm tra hai cái poster khác nhau hẳn, hai cái poster khác hẳn nhau, chả lẽ lại không có ai nghi ngờ hay như thế nào đúng không? Làm gì có chuyện như thế, nên là chúng mình hãy suy nghĩ thử xem là cái vấn đề này là vô tình hay cố tình nhá. Mình đã ăn xong rồi đây. Thì đây, cốc này mình cũng đã uống hết nước và mình cũng đã đi rửa sạch rồi. Và đây thì đây là chính là em cốc Starbucks của mình. Thì cái em này nó là
trong bộ 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 Giáng sinh năm ngoái của Starbucks Hàn, thì trong cái bản video gốc mà mọi người chế cái cốc này ấy, thì nó là một cái dòng y hệt như thế này, nhưng mà nó chỉ là basic thôi, nó chỉ có màu trắng thôi. Còn ở mình thì không có, mình thì không có cái cốc đấy, nên là mình đã mang cái cốc này của mình ra và chế thành cái cốc giống như mọi người nhá. Đây, em nó sẽ có cái phần như này, thì mình sẽ tháo được rời cái cốc ở trong ra này. Và ở trong này mình sẽ có một cái miếng mica kiểu như thế này này, thì nó sẽ là đây, nó sẽ nhét vào đây, thì cái cốc của mình sẽ trông nó cũng đẹp hơn kiểu như thế này. Còn bây giờ mình tháo ra, xong rồi mình cắt cái này, mình nhét nó vào như thế này. Đây, đại khái nó sẽ như thế này. Đấy, xinh ha. Đấy, nó sẽ kiểu như thế này. Thực ra thì mình cũng chả cần phải cắt đâu nhở, mình cứ để nguyên như này được hay nào. À không, phải cắt mọi người ạ, phải cắt thì nó mới đậy được cái kia vào. Ủa nhưng mà cái màu tím này đẹp á. Chết thôi, nhét vào rồi không tháo được ra thôi. Theo như mình thấy trên mạng thì người ta sẽ cắt cái viền này đi này. Đã cắt xong rồi đây. Đây, cắt phần đít vào cái phần này. Bây giờ mình chỉ cần nhét vào cái cốc này của mình như thế này. Đấy, quay cái đầu nào đấy nó ra đẹp một chút. Xong rồi mình sẽ lắp lại cái cốc này của mình như thế này. Là xong. Mình sẽ có một em cốc BTS như thế này. Cái cốc này của mình ý, mọi người ơi, nó bị vỡ này. Tiếc quá luôn, trời ơi. Nói chung là, ui, nhìn cũng hợp phết đấy chứ, đâu đến nỗi nào đâu. Nói chung là ok. Nó, thay vì là mọi người mua cái bình basic ý, thì nó chỉ có màu trắng thôi, thì mọi người có thể mua những cái bình kiểu limited như này cho từng mùa ấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Mình vừa có những cái miếng mica đẹp như thế này này, để nhét vào, nếu mà mình không dùng cái cốc kiểu như BTS này cũng được, hoặc là đấy thì nó sẽ xinh hơn. Ui, nhìn được phết nhở, nhìn này. Đấy, cái màu tím này nó cũng hợp với cả cái cốc của mình nữa. Nói chung là nhìn cũng khá là ưng. Đây là một gợi ý cho cái cốc này, cũng là một gợi ý cho những bạn nào muốn giữ lại cái bìa của cái cốc nước này nhá. Thì mình vẫn đang nhận order của Starbucks. Cái cốc này hiện tại thì mình check là cái cốc dạng này, nhưng mà của mùa hè vừa rồi ý, nó ra thì vẫn còn cái dạng như thế này. Nếu mà bạn nào có muốn order Starbucks thì mình sẽ để link ở bên dưới shop của mình để cho mọi người coi nhá. Thì hẹn gặp lại mọi người ở những vlog lần sau. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái chiếc vlog này. Đừng quên like, share cũng như là ấn đăng ký kênh nhá. Bye bye.